báo động tình trạng ngộ độc thực phẩm gia tăng, trách nhiệm thuộc về ai? Vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm hiện nay là mối quan tâm và lo lắng lớn đối với người tiêu dùng tại Việt Nam. Đặc biệt là với các bậc phụ huynh học sinh khi tình trạng ngộ độc thực phẩm ở các trường học đang gia tăng chóng mặt. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 5 tháng 4 đưa tin vụ một học sinh tử vong ở Nha Trang, còn 28 em bị ngộ độc đang nằm viện. Bản tin cho hay các bậc phụ huynh học sinh trường tiểu học Vĩnh Tường, Nha Trang đã rất lo lắng chờ đón em sau khi có tổng cộng đến 37 học sinh bị ngộ độc thực phẩm và được nhà trường đưa đi bệnh viện vào sáng ngày 5 tháng 4. Trong đó có một nữ sinh lớp 5 của trường tiểu học Vĩnh Trường đã tử vong. Vụ một học sinh tử vong ở Nha Trang còn 28 em bị ngộ độc đang nằm viện đã lan ra cả nước và đưa đến dư luận bàn tán xôn xao. Thông cáo báo chí của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết vào lúc 6 giờ 55 phút ngày 5 tháng 4 tại trường tiểu học Vĩnh Trường, một em học sinh lớp 5 sau khi tự ăn sáng xong vào trường thì bị mệt và ngất xỉu. Hai tiếng sau có thêm 19 em khác cũng có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, đau đầu. Nên nhà trường đã chuyển các em vào bệnh viện đa khoa và bệnh viện tâm trí Nha Trang. Theo lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa, đến cuối ngày 5 tháng 4 vẫn còn 28 học sinh của trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo bị ngộ độc thực phẩm, vẫn phải nằm theo dõi, điều trị tại các bệnh viện ở Nha Trang. Một lãnh đạo ngành giáo dục ở thành phố Nha Trang cho truyền thông hay, các em học sinh kể rằng đã ăn cơm gà, bánh mì gà xé và bánh mì ốp la trong cùng một quán ăn ở phía trước trường. Hiện công an và các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra xác định nguyên nhân của vụ việc và tiếp tục công khai thông tin. Được biết, từ đầu năm 2024 cho đến nay, trên địa bàn thành phố Nha Trang đã liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Mới đây nhất vào ngày 13 tháng 3, tại quán ăn Trâm Anh trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, hàng loạt người đã có triệu chứng bị ngộ độc phải đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi ăn cơm gà tại quán này. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Theo báo cáo của Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng từ 250 cho đến 500 vụ ngộ độc thực phẩm với số nạn nhân vào khoảng 7.000 đến 10.000 người, trong đó có khoảng 100 đến 200 ca tử vong. Công luận hết sức lo ngại về tình trạng ngộ độc thực phẩm có tính hệ thống như vừa kể trên và đề nghị chính quyền thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa phải có biện pháp xử lý triệt để. Qua tìm hiểu, phóng viên của Thời báo.d được biết hiện nay ở Việt Nam bên cạnh tình trạng mất vệ sinh thì việc sử dụng các loại hóa chất bị cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm là điều hết sức phổ biến. Do chạy theo lợi nhuận, người sản xuất và kinh doanh thực phẩm vẫn sử dụng những biện pháp bảo quản kích thích tăng trưởng không hợp lý hoặc làm giả các hàng hóa thực phẩm. Trao đổi với phóng viên Thời báo.d, chị Huệ Hà Nội cho biết, tình trạng ngộ độc thực phẩm trong các trường học ở Nha Trang đã khiến cho phụ huynh học sinh hết sức lo lắng. Đặc biệt, tình trạng mất vệ sinh và an toàn thực phẩm như hiện nay. Thực sự tôi mất niềm tin vào tình trạng vệ sinh và an toàn thực phẩm trước thắc mắc rằng vấn đề cảnh báo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, các quốc gia khác đã làm khá thành công. Nhưng tại sao ở Việt Nam việc quản lý đã làm từ lâu, song không đạt được kết quả? Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, khoa công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp giải thích như sau. Các nước khác đa số là sản xuất với quy mô công nghiệp, với số đầu các doanh nghiệp chỉ khoảng vài trăm, còn ở Việt Nam có tới 9 triệu hộ tham gia quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm với trình độ học vấn, ý thức chấp hành pháp luật, tập tục, tập quán cũng khác nhau. Một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam công luận hỏi chính quyền có trách nhiệm gì? Về giải pháp để chấm dứt tình trạng trên, tiến sĩ Nguyễn Quang Anh cho rằng, chuyển thể từ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ sang sản xuất kinh doanh hàng hóa, thì nhà nước cần có hệ thống pháp luật tiên tiến hơn, đầy đủ hơn và chế tài mạnh hơn để đảm bảo quyền được sử dụng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng. Công luận thấy rằng vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng tránh các căn bệnh gây ra từ thực phẩm độc hại không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng mà có tác động đến sự phát triển kinh tế và xã hội. Việc các nông sản ở Việt Nam khi xuất khẩu sang các nước phát triển bị trả lại do không đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
đã và đang là những bài học đắt giá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin báo động tình trạng ngộ độc thực phẩm gia tăng, trách nhiệm thuộc về ai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Xây tượng Lenin, lãnh đạo xứ Nghệ hốt cú chót. Tính chất cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam theo giới quan sát, công luận và truyền thông quốc tế đánh giá chỉ còn vẻn vẹn trong cái tên gọi, dù rằng Đảng vẫn luôn khẳng định chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng và là học thuyết cách mạng. Đó là lý do vì sao bản tin của báo Tuổi Trẻ vào ngày 3 tháng 4 với tựa đề Nghệ An sẽ có tượng Lênin bằng đồng nặng 4,5 tấn đã làm dư luận trên mạng xã hội nổi sóng. Bản tin của báo Tuổi Trẻ. Bản tin cho biết tỉnh ủy Nghệ An sẽ tổ chức lễ khánh thành công trình tượng Lênin tại thành phố Vinh vào giữa tháng 4 năm 2024. Tượng Lênin nặng 4,5 tấn được làm bằng đồng nguyên chất, được lãnh đạo Nghệ An ca ngợi rằng sẽ tạo thêm không gian đẹp, điểm nhấn cho diện mạo đô thị trung tâm thành phố Vinh. Theo giới quan sát, thông tin này không mới vì dự án này đã được chính quyền tỉnh Nghệ An thông báo từ đầu năm 2020, nhưng bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Dự án này đã bị nhiều người sử dụng mạng xã hội chỉ trích nặng nề, bởi chính bản thân nước Nga và nhiều nước xã hội chủ nghĩa cũ đã đập phá, gỡ bỏ gần hết tượng Lenin. Tại sao lãnh đạo tỉnh Nghệ An lại muốn dựng tượng kẻ phản động này? Nhà báo Nguyễn Quốc Bình viết trên trang Facebook cá nhân như sau. Thiếu gì cách kiếm tiền, tại sao quan chức vẫn cứ thích làm mấy cái thứ tào lao như cổng chào, tượng đài như vậy? Mà cái tượng đài này thì cả thế giới người ta vứt và sọt rác rồi, sao vẫn còn cố đấm ăn xôi như vậy để dân nó chửi cho điếc cả tai? Một cái tỉnh đông ủy viên trung ương nhất, nghèo nhất mà chẳng thấy thằng nào mở miệng ra can ngăn. Facebook Thái Bảo thì viết, chúng nó chỉ cần có tượng đài là được, đâu cần hình gì, của ai, chỉ bày vẽ ra để có cái mà nớp. Chúng nó thờ thằng Lenin và thằng ấy vì được nó phù hộ cho tham nhũng hay sao? Một tượng đài Lenin ở Đông Âu đã bị tháo dỡ. Làn sóng xây tượng đài cổng chào của các quan chức lãnh đạo địa phương ở Việt Nam tưởng đã chấm dứt bởi sự chỉ trích từ truyền thông nhà nước cũng như công luận. Vậy mà đến nay vẫn còn. Dẫu rằng xây tượng đài chỉ thuần túy cho phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng các quan chức địa phương cũng được sơ múi kha khá. Và nó chính là động lực để các quan nghĩ đủ cách, đủ kiểu để hưởng phần trăm hoa hồng từ dự án. Công luận cho rằng trong lúc đa phần người dân còn phải lo cái ăn, cái mặc, trẻ nhỏ còn thiếu học phí, người già thiếu tiền thuốc men, thì xây tượng đài là việc làm vô bổ, lãng phí và không thiết thực. Vậy tại sao các địa phương không dành những nguồn ngân sách đó để lo những việc thiết thực với dân hơn như đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư vào bệnh viện, trường học hay các chương trình xóa đói, giảm nghèo? Xây dựng tượng đài chỉ là thủ thuật của lãnh đạo địa phương để có các khoản hoa hồng lót tay lên đến 30-40% trị giá công trình, tức là tiền tham nhũng. Với công trình nghìn tỷ thì khoản hoa hồng này là cực lớn, bởi vậy nó có một sức hấp dẫn ghê gớm. Đó là lý do tại sao những tỉnh luôn vẫn phải xin gạo cứu đói cho dân, lại là những địa phương đầu tàu hăng hái nhất trong việc xây dựng tượng đài, và Nghệ An là một ví dụ. Theo giới chuyên gia, việc xây dựng tượng đài dễ tham nhũng hơn cả, bởi những rủi ro và công trình kém chất lượng gây ra thấp hơn các công trình xây dựng khác. Do đó, tỷ lệ lại quả có thể không phải là 30-40%, mà có thể lên đến 60-70% tổng mức đầu tư với dự án tượng đài. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ cùng ông trùm phe Nghệ An. Theo giới chuyên gia, việc xây dựng tượng đài ồ ạt ở Việt Nam những năm qua hoàn toàn không liên quan đến nhu cầu văn hóa, nghệ thuật, thẩm mỹ hay không gian thư giãn của người dân, mà chủ yếu là do các quan làm kinh tế, lãnh đạo các địa phương muốn kéo vốn ngân sách về cho địa phương của mình và thông qua các dự án tượng đài, cổng chào để mà xa xẻo,
lấy tiền chia nhau bỏ túi. Khi việc xây dựng tượng đài trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, chắc chắn không ai dám ngăn cản. Đồng thời, dự án dễ dàng được thông qua với kinh phí được duyệt là khá thoáng. Đó là chưa kể tới việc điều chỉnh, sửa đổi thiết kế trong quá trình thi công, dự toán phát sinh cũng được thông qua dễ dàng. Đây là điều kiện để các quan chức địa phương tha hồ kiếm trác. Một điều đáng báo động là chất lượng các công trình tượng đài sau khi khánh thành chất lượng xuống cấp rất nhanh. Do thi công ẩu bớt xén số lượng và chất lượng nguyên vật liệu, nên chỉ sau một thời gian ngắn các tượng đài mau chóng trở nên hoang phế, tàn tạ. Đừng quên cựu Thủ tướng Anh Quốc cũng đã từng khẳng định rằng tư bản chủ nghĩa có thể không chia đều sự giàu có, nhưng xã hội chủ nghĩa thì chia rất đều sự nghèo khổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin xây tượng Lenin lãnh đạo xứ Nghệ An hút cố chót hay sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.